mời hai bạn sẽ bưng vào. Xin mời các bác sẽ hướng dẫn cho các bạn bưng vào trên bàn thờ. Tiếp theo là rượu, thuốc lá, xin mời. Vâng, xin cảm ơn hai bạn ông già. Xin mời hai bạn ông già một lần nữa sẽ bắt tay một lần nữa. Xin mời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và sau đây thì xin mời ban tổ chức sẽ cùng với các cháu sẽ bưng vào, bưng lễ vào trong nhà để kính báo với gia tiên.